Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2023. Theo số liệu thống kê, huyện Tri Tôn hiện còn 2.900 hộ nghèo và 3.780 hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số gần 2.100 hộ. Năm 2023, Tri Tôn sẽ tập trung mọi nguồn lực của các chính sách an sinh xã hội và các giảng giảm nghèo như chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, đào tạo nghề, việc làm để trợ giúp người dân đảm bảo thoát nghèo bền vững, không tái nghèo, phân đấu hỗ trợ trên 700 căn nhà, 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% một năm, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,5% một năm, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc giảm 4%. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị từng ban ngành, từng địa phương tăng cường hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ giống dây, tín dụng chính sách, xây dựng các mô hình tạo sinh kế cho người dân. Tiếp tục triển khai đầu tư các công trình danh mục đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025. Các địa phương chủ động tìm những giải pháp phát huy tối đa nguồn hỗ trợ để giúp người dân sớm thoát nghèo một cách bền vững, nhất là hai xã lộ trình nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 là lạc quế và lương an trà phải đảm bảo đạt các chỉ tiêu về giảm nghèo, nhà ở, bảo hiểm y tế.